Vâng, hôm nay dựa trên kinh nghiệm sản xuất máy giặt công suất cao, hiệu suất cao cùng với lại vận hành 5 cửa hàng giặt xong trong những năm qua, các trường xin được chia sẻ, tự động hóa Trường Sơn xin được chia sẻ với các bạn cách làm và phương pháp để mở một hiệu giặt với công suất cực kỳ cao, giúp cho bạn hoặc người thân của các bạn, những người ở quê nhà hoặc những người ở phố, ở tỉnh có thể kiếm được tiền từ cái công việc này. Và bây giờ sẽ là những thông tin chính. Các bạn đang tìm kiếm cách để kiếm tiền, hoặc người nhà của các bạn ở nơi này nơi kia đang tìm cách để kiếm tiền, việc làm vẫn chưa ổn định, đó thì đã có tự động hóa Trường Sơn sau đây sẽ cùng đồng hành với các bạn. Bạn thấy không, nơi bạn sống thì họ giặt với giá rất là cao, 5, 4, 3, 60 nghìn một chiếc chăn. Quần áo họ giặt cũng với giá rất cao, bởi vì họ đầu tư với giá máy rất là cao. Những chiếc máy bãi giặt 2 chăn thôi vài chục triệu còn đắt hơn cái máy 5 chăn to của mình các bạn nhé. Và các bạn để ý mà xem, các bạn quảnh ra ngoảnh lại, các bạn muốn làm một cái gì đó thì gần như là các bạn đều để ý rằng là ui, việc mình định làm thì đã có người làm mất rồi. Đấy, bạn nghĩ rất nhiều món, món này món kia, nhưng chưa kịp làm thì lại có người làm rồi. Hoặc là chúng ta luôn luôn tiếc nuối rằng là việc đó đáng lẽ ta làm từ lâu rồi. Đó. Và các bạn thấy không, trước khi nào các bạn thấy được rằng là cái việc mở một hiệu giặt nó lại rẻ như mà cách mà Trường Sơn hướng dẫn sau đây. Khắc Trường xin giới thiệu với các bạn chiếc máy giặt 5 chăn nhân với lại 6kg trên 1 chăn cho một mẻ. Đấy. Chiếc máy này công suất cực kỳ cao, thời gian giặt chỉ 35 đến 45 phút là đã được một mẻ rồi. Đấy. Có khả năng vắt sơ được 75 đến 80% nước, giúp các bạn cực kỳ nhẹ nhàng khi mà lấy chăn ra khỏi lồng. Máy tự động hoàn toàn và các chương trình giặt rất là thông minh, phù hợp với lượng vải. Lát nữa mình sẽ nói về sự thông minh. Đây là những mẫu máy giặt công suất cao và hiệu suất cũng rất là cao, thời gian giặt ngắn, tốc độ giặt cao và khả năng giặt lớn, cho nên là hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng. Các bạn sẽ học được cách mở hiệu giặt, hay các bạn sẽ học được cách để tự chế ra được một chiếc máy giặt. Muốn làm điều đó, các bạn vào Facebook gõ chữ cụm số điện thoại 034-696-6543 của Khắc Trường mình, hoặc các bạn vào kênh YouTube, vào cái kênh có tên là Trồng Trọt 123, các bạn gõ chữ Trồng Trọt 123 không giấu các bạn nhé, viết liền vào. Các bạn xem kỹ các clip hướng dẫn ở trong đó. Mẫu máy giặt do Khắc Trường Sơn sản xuất thì được điều khiển bởi vi xử lý. Vi xử lý tức là con chip được lập trình và công nghệ inverter. Công nghệ inverter giúp cho chúng ta tiết kiệm đến 30% điện năng. Các bạn nhìn ở bên phải của logo, tiết kiệm đến 30% điện năng. Bởi vì các bạn thấy đấy, điều hòa, tủ lạnh, những cái gì chạy bằng động cơ ngày nay mà của tư bản thì người ta đều dùng công nghệ inverter giúp cho chúng ta tiết kiệm điện năng. Máy tự động vì sao? Vì dùng vi xử lý. Dùng vi xử lý nạp chương trình vào đó. Chúng tôi nạp chương trình vào đó và bạn chỉ cần có một công việc, đó là hướng dẫn máy làm theo, và máy sẽ lưu lại cái những gì bạn hướng dẫn nó. Ví dụ như là các bạn quy định là số lần giặt là bao nhiêu, nước thì ở khi nước thì đầy khi nào, nước bao nhiêu nước thì giặt. Đấy, bao nhiêu nước thì giặt, giặt khi nào, rồi thời gian giặt là bao nhiêu lâu, thời gian vắt là bao lâu là do các bạn quy định, và máy sẽ lưu thông tin vào cho những phiên làm việc sau này. Khi bạn rút điện ra, các bạn cắm điện vào, các chương trình đó đã được ghi rõ, đã được lưu trong đó rồi, và các bạn chỉ việc chọn chương trình giặt cho phù hợp với lượng chăn màn các bạn cho vào thôi, lượng quần áo, lượng vải các bạn cho vào thôi. Zalo và Facebook của Khắc Trường là 034-696-6543. Các bạn sử dụng máy giặt do cơ sở Trường Sơn sản xuất sẽ nâng cao năng suất lao động vì vài lý do sau đây. Các bạn sẽ không cần phải trực máy để cấp nước này. Đấy, chờ nước đầy đầy rồi lại đi ra ấn nút để giặt này. Rồi là giặt khi nào xong các bạn phải ra vặn xả nước này, rồi ấn dừng rồi lại xả nước này. Rồi cuối cùng các bạn phải bê chăn ra siêu nặng. Đấy, cái chăn mà đã ngấm nước rồi siêu nặng. Nâng cao năng suất lao động vì sao? Vì các bạn như vậy là các bạn dành ra được thời gian để làm những việc khác, ví dụ thu chăn, ghi tên, rồi là gấp quần áo, rồi là trò chuyện hướng dẫn con cái học tập. Rất là dư giả về thời gian. Các bạn nhớ nha, máy vắt khô được lớn hơn hoặc bằng 75%. Đấy.
cho nên các bạn không còn phải còng lưng để bê chăn ra nữa. Và Zalo Facebook của mình đó, số điện thoại là 0346966543, các bạn vào Facebook tìm theo cụm số này. Với kinh nghiệm 2 năm sản xuất máy giặt và vận hành hơn 5 hiệu giặt rồi, đang vận hành 5 hiệu giặt rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mình chia sẻ cho bạn và hướng dẫn các bạn thiết lập một hiệu giặt với giá rẻ là như thế nào. Khi các bạn mở hiệu giặt ấy, thì các bạn chỉ cần quan sát rằng là ở cách bạn 1 cây, 2 cây, rồi các bạn nghĩ rằng là ở nông thôn không có ai giặt. Không phải đâu, vì đắt quá không ai giặt thôi. Các bạn giặt với các trường giặt 100.000, 300 là đầy người giặt. Những người nông dân người ta còn khó khăn, người ta vẫn cứ muốn giặt đấy. Bởi vì nhu cầu sạch sẽ là ai cũng có, chẳng qua là dịch vụ giặt quá đắt và không sẵn sàng sẵn có ở nông thôn hay là ở thị trấn đấy, cho nên là nó đắt, người ta không muốn giặt. Rồi là những người ta đầu tư giá đắt cho nên người ta phải lấy đắt. Các bạn lấy 100.000, 300 như các trường mình đã là ngon lắm rồi. Lượng chăn màn các bạn sẽ ùn đầy ắp nhà thôi đấy. Cho nên là mình sẽ chuyển giao phương pháp giặt này, các công cụ giặt chăn, giặt đệm, giúp cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn đấy. Về giải pháp là mình hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Hướng dẫn là mình hoàn toàn miễn phí. Về chuyển giao phương pháp và cách làm và là mình hoàn toàn miễn phí, bởi vì mình đây là những dịch vụ gia tăng đi kèm thôi. Ngoài việc sản xuất máy giặt tự động công suất cao ra, mình còn sản xuất máy giặt đệm này, máy giặt đệm tự động hoàn toàn nhé. Rồi là lò sấy chăn bằng củi, máy sấy chăn bằng điện, máy sấy chăn bằng ga, rồi là máy sấy chăn tự động thông minh điều khiển trên smartphone. Đó, các bạn sẽ xem mục 1 nhỏ là nói về chiếc máy sấy chăn lò, xin lỗi các bạn, lò sấy chăn bằng củi mà ra nhiệt rất nhanh. Các bạn dùng một khối củi các bạn có thể sấy được hàng trăm chiếc chăn với giá chỉ có 5,5 triệu đồng mà là chiếc lò. Còn giải pháp 2 đó là các bạn mình sản xuất cái máy sấy chăn quay phải quay trái tự động hoàn toàn, là nguồn nhiệt thì có thể là các bạn lấy từ điện hoặc nguồn nhiệt các bạn có thể lấy từ củi, thì tổng là 38 triệu cho chiếc máy sấy này. Và chiếc máy sấy thứ 3 đó là chiếc máy sấy chăn kiêm luôn sấy đệm. Sấy chăn thì sấy được 12 đến 15 chăn mỗi mẻ. Đấy, nguồn nhiệt thì các bạn có thể là lấy từ điện hoặc củi. Máy sấy này tự động. Đây, mục thứ 3 là giới thiệu các bạn chiếc máy sấy chăn sấy đệm công suất là 12 đến 15 chăn trên một mẻ sấy. Nguồn nhiệt thì các bạn là có thể sử dụng là nguồn nhiệt từ củi này, nguồn nhiệt từ điện này, nguồn nhiệt từ than. Máy này tự động hoàn toàn. Đấy, và rất là thông minh, tương tác với con người thông qua điện thoại. Giá máy là 48 triệu đồng là thời điểm tháng 7 năm 2020. Sau đây là một vài những hình ảnh liên quan đến chiếc máy giặt chăn công suất cao để các bạn có thể tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Đây là chiếc máy giặt công nghiệp tự động hoàn toàn. Tự động hoàn toàn tức là như nào? Đây, các bạn xem. Các bạn chú ý rõ nhé. Chu trình giặt sẽ lặp đi lặp lại như sau này. Tự động cấp nước này, tự động giặt này, tự động xả này, tự động vắt này. Đó, các bạn nhìn thấy số lũy thừa 3 đến 5, tức là các bạn cái chu trình này được lặp đi lặp lại 3, 4, 5 hay 1 lần là do các bạn thiết lập. Đấy. Hệ điều hành chương trình điều khiển của mình ấy thì rất là thông minh. Chúng tôi cải tiến nó theo thời gian và các góp ý của các bạn hoặc là các nhu cầu của các bạn thì đều được lắng nghe và chỉnh sửa, để cái chương trình này có thể thay đổi theo thời gian, nó thông minh hơn, đáp ứng được ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Đấy. Ở trên màn hình đây các bạn đã được hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể là thiết lập được các cái chương trình giặt phù hợp. Đấy. Và ở trên này thì các bạn cũng đã được hướng dẫn chi tiết cách để thiết lập một chương trình giặt, các cái phím ấn như thế nào và các cái chương trình giặt gợi ý và mình mà tự động hóa Trường Sơn thiết lập cho các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể thiết lập được nó khi mình lắp ráp cho các bạn, thì các bạn chỉ việc quay clip lại và sẽ xem lại nó khi mà cần thiết. Các tài liệu cũng được sẽ được gửi kèm theo. Về phần điện năng ấy các bạn nhé, điện để vận hành cái máy giặt này này thì các bạn dùng điện nhà thông thường đây này, dùng điện nhà thông thường 220V.